Đây là cái chặn đứng sau khi đã hoàn thành anh em nhé. Đây mình sẽ quay một vòng cho anh em xem. Và để anh em theo dõi nó làm như thế nào, anh em sẽ theo dõi tiếp theo cái video. Đây là cái chạn mình chuẩn bị dựng nó lên này. Làm 4 tầng, cả trên đỉnh làm một tầng nữa là 4. Sâu 330, cao 900, dài 1 mét. Với cái chạn này thì mình sẽ kết hợp dùng cây bo này 2525, 1225. Giờ mình sẽ tiến hành cắt nhôm. Giờ mình sẽ tiến hành chia tắc ke. Bắt kèm
giờ mình sẽ chia để bắt cái đợt cho nó cân. Giờ sẽ đến công đoạn mình cất cánh. Giờ mình sẽ tiến hành khoét bản lề.
Rồi mình sẽ tiến hành bắt cái hít cửa. Mình sẽ dùng cái loại sập xòe này để bắt cánh vào nhé. Công đoạn đo kính, mình sẽ đo kính. Giờ mình sẽ tiến hành khoét lỗ thông hơi. Thank you.
Vậy là cái chặn bắt đã hoàn thành anh em nhé. Đây là chặn đứng. Đây tôi cho anh em xem. Quay một vòng cho anh em xem này. Trên là giá bát, dưới giá đĩa, còn bên dưới này để đồ linh tinh xong lồi hay úp thêm bát đĩa cũng được. Tầng bên trên là cũng để thêm được các cái đồ linh tinh nữa nhá, chai lọ mì chính, nước mắm linh tinh nữa. Đây tổng thể đây, hai tầng giữa là bát đĩa. Như vậy cái này là nó thuộc dạng là 4 tầng, cả tầng trên đỉnh này, 4 tầng. Anh em xem được không? Anh em xem nhớ đăng ký kênh mình nhé. Đây viết này cho nó không, anh em lại bảo tôi đi copy. Kim Bum Giang Vlog. Phía trước là kính trong để mọi người người ta nhìn vào trong tìm bát đĩa cho nó dễ dàng. Xung quanh mình làm kính hoa dâu. Anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em đã xem video. Chào tạm biệt anh em nhé.